tòa Đào Hiếu Thích Minh Quang, Phó trưởng ban tuyên tránh thư ký ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình quang lâm thuyết giảng với chủ đề nghệ thuật khuyến hóa tha nhân. Giờ phút này để chuẩn bị bước vào thời khóa thuyết giảng chính thức, thành tâm cung thỉnh thượng tọa và chư tôn đức tăng ni, quý Phật tử đồng niệm Phật cầu. Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chư tôn đức tăng ni hiện tiền cùng thưa toàn thể quý Phật tử, buổi sáng hôm nay, giờ phút này, tất cả pháp hội đạo tràng chúng ta vô cùng vinh hạnh được cung tiếp thượng tọa giảng sư đã quang lâm về nơi pháp tòa để chia sẻ với tất cả hội trường một đề tài vô cùng thiết yếu trong sự tu học và nhất là hoằng pháp lợi sanh. Đó là đề tài nghệ thuật khuyến hóa tha nhân với sự thuyết giảng của Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó trưởng ban kiêm chánh thư ký ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình. Chúng ta đồng nâng cao những tràng pháo tay thật dài và thật lớn để cung kính Thượng tọa quang lâm thuyết giảng trong buổi sáng ngày hôm nay. Giờ phút này thành tâm cung thỉnh Thượng tọa bắt đầu thời thuyết giảng. Nam mô Ma Hiện Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, ban hướng dẫn Phật tử các tỉnh thành phía Bắc, kính thưa các đạo hữu Phật tử, các quý vị khóa sinh đến từ 18 tỉnh thành phía Bắc và trong tỉnh Ninh Bình, chúng ta đã trải qua 2 ngày của khóa tập huấn và khóa tu. Chúng ta biết là cách đây mấy tháng thì ban hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đi thăm và làm việc với các tỉnh thành phía Bắc về vấn đề thực trạng và hướng dẫn Phật tử. Khi mà đoàn về đấy làm việc tại ban trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình, được thay mặt ban trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình báo cáo về hoạt động Phật sự cũng như công tác hướng dẫn Phật tử tại tỉnh Ninh Bình, thì trong lúc đó thầy Quang có ý kiến như thế này. Cái thứ nhất ấy là chúng ta thấy bây giờ anh chị em người Việt Nam chúng ta đi sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan vân vân đi làm lao động, thì chúng ta thường gọi là đi làm gì ạ? Ôn xin giúp việc, đúng không? Thế nhưng mà đi làm ôn xin giúp việc, mấy người có biết không ạ? Cũng được tập huấn, được đào tạo rất bài bản. Rất bài bản. Tức là như đi Nhật Bản thì phải đào tạo 6 tháng. Đi Đài Loan phải đào tạo 3 tháng. Mỗi cái việc là gì ạ? Là nấu cơm, quét nhà, lo việc gia đình, gọi là làm việc giúp việc gia đình. Thế mà như vậy còn được đào tạo tới 3 đến 6 tháng. Huống chi chúng ta là những vị trụ trì, là những Phật tử tiêu biểu của các chùa để hướng dẫn cho các Phật tử khóa tu, tu bát quan trai, tu một ngày an lạc và các hoạt động Phật sự trong chùa. Mà nếu chúng ta không được tập huấn về hướng dẫn Phật tử thì có nguy hiểm không ạ? Có nguy hiểm không ạ? Rất nguy hiểm. Thế chính vì vậy mà có lẽ rằng từ đó có
có một cái nhân duyên rất là lớn, thì Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đã quyết định tổ chức phối hợp cùng với Ban trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình tổ chức khóa tập huấn và khóa tu tại đây. Đây là một cái nguyên do thì nhân đây cũng muốn kính bạch với chư tôn đức tăng ni và thưa các quý vị khóa sinh. Từ sự phân công của ban tổ chức thì thầy Quang sẽ chia sẻ cái đề tài là nghệ thuật khuyến hóa tha nhân. Có thể nói đây là một đề tài rất hay nhưng mà cũng rất gì ạ, rất là học múa. Tóm lại là gì, đây là cái đề tài làm sao ạ, nói để người ta theo mình, để cuốn hút người ta. Việc làm này có dễ không ạ? Vừa khó cũng vừa dễ. Nếu chúng ta biết thì rất là dễ, nếu chúng ta không biết thì làm sao ạ? Vô cùng khó. Cho nên là hôm nay thì trải qua 2 ngày chúng ta đã được lắng nghe rất nhiều chư tôn đức, hòa thượng, chư thượng tọa đều là những vị giảng sư rất là xuất sắc. Như chúng ta vừa được nghe tiết đầu là thượng tọa Thích Thiện Thuận là một giảng sư rất hot hiện nay. Đấy. Nhưng mà thầy Quang hôm qua là quan trách với lại các vị trong ban tổ chức là lẽ ra là phải xếp là người đều nhau một tí. Chứ bây giờ ví dụ như giờ trước cái thượng tọa giảng sư hot như vậy mà bây giờ đến lượt thầy Minh Quang thì rất nguy hiểm, đúng không? Rất nguy hiểm. Nhưng mà không có sao, tức là chúng ta hôm nay trên tinh thần là học mà chơi, chơi mà học, vui là chính. Đấy, cho nên ấy là với cái đề tài khuyến hóa tha nhân ấy, nghệ thuật khuyến hóa tha nhân, thì tất cả chúng ta là đề tài là đều đã có hết rồi, đúng không ạ? Hiện nay là bản đầu này các thầy vẫn chưa có. Đề nghị các vị nào phát biên phát cho các thầy. Tức là đã có một cái đề tài thì mong chư tôn đức và các quý vị khóa sinh, các Phật tử chúng ta về tự đọc tự nghiền ngẫm nhé. Các thầy quan sẽ không đọc, sẽ không đọc mà chỉ nói một số vài ý kiến chia sẻ thôi. Bởi vì chúng ta đến đây là tập huấn, không phải đến đây để nghe pháp, đúng không? Nếu mà nghe pháp thì các Phật tử có thể lên mạng, lên YouTube nghe suốt ngày được rồi. Đây là tập huấn. Cho nên là muốn nói những cái điều cần nói, muốn chia sẻ những cái điều cần chia sẻ với các quý vị, đúng không? Thế cho nên là các vị chúng ta cố gắng xem các cái đề cương đã có rồi, cũng khá là chi tiết, 4 trang. Và lúc nữa đây thì máy chiếu cũng sẽ chiếu lướt qua các cái nội dung. Thế thì trước khi vào đề tài, bởi vì là được phép nói là 1 tiếng 15 phút, thế cho nên là phải bấm giờ. Bởi vì thầy Quang ở trong ban tổ chức là chuyên môn bấm giờ các cụ, bây giờ là mình đến tự bấm giờ cho mình. Con nói ra thì giữa thầy Tuệ Nhật thầy là tiếp còi thì nguy hiểm lắm, đúng không ạ? Đấy. Thế thì trước khi vào đề tài thì có 2 câu chuyện như này, à có 3 câu chuyện muốn chia sẻ với mọi người. Mà 3 câu chuyện đều rất là ý nghĩa, rất là thực tiễn. Một là có một Phật tử thành tâm lắm và rất tín tâm trong cái vấn đề phóng sinh. Có thể nói là tuần nào cũng phóng sinh, phóng sinh tới mức độ là chồng không thể chịu được. Thế nhưng mà mọi người thấy có éo le không ạ? Vợ thì rất phát tâm phóng sinh nhưng mà chồng thì lại làm sao ạ? Chuyên môn có đi điện cầu cá. Thế có nguy hiểm không? Thế bây giờ vợ thì đi phóng sinh mà chồng thì đi câu cá như vậy thì chúng ta thấy xử lý thế nào ạ? Thế thì một hôm thì vị Phật tử này vào cái bà trong chùa này cái hỏi là bạch thầy, bây giờ thầy làm cách nào để cho chồng con không đi câu nữa? Thế con nói mãi rồi, con dùng đủ mọi phương pháp rồi nhưng mà vẫn không có hiệu quả. Thế thì thầy mới hỏi, thế bây giờ là bà đã dùng những phương pháp gì? Thì Phật tử này mới nói là chửi đã có, mắng đã có,
và bẻ gãy cảnh cầu ta con. Thế thì mọi người thấy phương pháp này có ổn không ạ? Không có ổn. Nếu như chúng ta được học sớm về nghệ thuật khuyến hóa tha nhân thì không đến mức độ phải bẻ cảnh câu, đúng không? Cho nên các vị nhớ nhá, là khuyến hóa tha nhân không phải dành cho các thầy đâu, mà dành ngay cho các Phật tử. Nếu mà chúng ta biết được cái vấn đề khuyến hóa tha nhân, biết sống vì mình, vì người, biết diện, chia sẻ. Bây giờ là chồng thì ham mê đi câu mà vợ lại mắng chửi lại bẻ cần câu như vậy thì có nguy hiểm không? Nguy hiểm. Thế rồi thầy đi bày ra cho một cái cách là bây giờ về thì là rất nhẹ nhàng, đừng có cáu gắt. Đấy, và thậm chí chồng đi câu thì cũng làm được cơm hộp cho chồng đi ăn, không có vấn đề gì cả. Thế nhưng ấy, sẽ dần dần nói cho chồng biết trong kinh nhân quả của nhà Phật, sở dĩ tại sao kiếp này có những người bị sứt môi, mọi người có biết không? Là bởi vì kiếp trước chuyên môn có đi câu cá. Đấy, và người vợ bắt đầu mang kinh nhân quả của nhà Phật ra chia sẻ cho chồng, cứ vậy chia sẻ cho chồng. Mà bây giờ mọi người biết như nào phải không? Chồng tự nguyện bán cần câu 15 triệu cho người khác, và đã cùng vợ làm sao ạ? Làm việc gì ạ? Phóng sinh. Thế đây có phải là khuyến hóa tha nhân không? Đây có phải không ạ? Nếu như chúng ta cứ cãi nhau, chửi nhau, thậm chí là bẻ cần câu thì có ổn không ạ? Không có ổn. Cho nên khuyến hóa tha nhân là một nghệ thuật. Một nghệ thuật. Cái câu chuyện thứ hai là có một Phật tử tinh tiến tu tập lắm, tinh tiến lắm, tinh tiến đến cái mức độ là gặp ai khuyên người đó tụng kinh niệm Phật. Nhưng mà thưa với các vị là có những người chưa hiểu gì Phật pháp mà chúng ta gặp người ta chúng ta khuyên hóa ngay mà tụng kinh niệm Phật thì cũng được không? Rất là khó. Người ta đang mải chơi, người ta đang mải vui, người ta đang mải cuộc sống mà mình cứ ép người ta theo đạo Phật, như vậy có được không? Không có được. Cho nên ấy, là cái vị Phật tử này đã kể với thầy như này: có những lần con khuyến hóa người ta niệm Phật, người ta không những niệm Phật mà người ta còn chửi lại con. Thế thầy hỏi, thế người ta chửi lại bà thì lúc đấy bà làm gì? Mọi người đoán xem ạ. Mọi người thì đoán xem ạ. Thế là khi mà người ta chửi lại thì lần đầu thì bà Phật tử này là nhẫn nhịn, nhưng mà lần thứ hai thì bà bạch thầy, con cũng nóng mắt. Con cũng nóng mắt và con cũng sắn tay chửi lại luôn. Thế nếu như mà làm công việc khuyến hóa tha nhân như vậy thì có ổn không ạ? Không có ổn. Bây giờ là mình khuyến hóa người khác để cho người khác theo mình, người ta giận, người ta chưa hiểu Phật pháp, người ta chưa theo, chưa tin mình thì người ta chửi mình thì cũng sắn tay chửi, người ta phải có nguy hiểm không? Rất nguy hiểm. Thế là Phật tử mới nói là bạch thầy, bây giờ thầy cho con một cái phương pháp làm cách nào. Bây giờ thầy nói là trước hết đi thì bà hãy học cái hành nhẫn nhục. Nhẫn nhục. Kể cho quý thầy, quý Phật tử một câu chuyện. Một hôm Đức Phật Thích Ca và Ngài A Nan cũng như đệ tử của Ngài đi một đoàn rất đông, đi hành khất. Thế thì khi đi hành khất ở trên đường thì vào những cái làng xóm mà những người theo Phật tử thì mọi người thành kính cũng Phật lắm. Nhưng mà Phật hôm đó cố tình đi vào cái làng Bà La Môn. Bà La Môn thì hỏi có quý gì mình không ạ? Rất khéo ghét Đức Phật. Thế thì Phật đi trước và Ngài A Nan các đệ tử Phật đi sau. Thế thì ông nhóm trưởng của Bà La Môn là cứ đuổi theo chửi Phật, chửi chửi đủ mọi thứ trên đời. Nhưng mà Phật cứ gì ạ? Thong dong Phật đi. Thế ông này cứ điên tiết lên ghét ông và Phật: này ông Phật, ông có điếc không? Tôi chửi ông có nghe thấy gì không?
Thế là Phật mới chậm rãi trả lời như thế này. Lúc đấy mọi người hình dung xem là Phật lúc đấy như thế nào. Phật có sắn tay lên không ạ? Mọi người đoán xem ạ. Phật chậm rãi nói như thế này: ta hỏi nhà ngươi, nhà ngươi tổ chức một bữa tiệc để mời bạn bè đến ăn cỗ. Ăn cỗ xong rồi nhà ngươi lại gói quà tặng cho bạn bè để đem về. Nhà ngươi tặng quà cho mọi người nhưng mà những người đó nhận quà lại không nhận, lại đem những cái quà đó người ta không nhận. Thì thử hỏi nhà ngươi cái quà đó thuộc về ai? Thế ông ta bảo đương nhiên là nếu khách không nhận quà thì quà đó là thuộc về tôi, chứ còn về ai? Tại sao ông phải hỏi câu ngớ ngẩn như vậy? Nghĩa là gì ạ? Đương nhiên thì nhà ngươi chửi mắng ta, ta không nhận thì cái chửi mắng đó thuộc về ai? Thuộc về nhà ngươi, đúng không ạ? Đấy, cho nên đấy là cái câu chuyện làm sao ạ? Chúng ta muốn khuyến hóa tha nhân thì phải biết gì ạ? Nhẫn nhục, tùy cơ, tùy thời, tùy lúc. Thế bây giờ lúc người ta đang phiền não, người ta đang đói ăn, người ta chưa có cái gì ăn mà mình bắt người ta nghe đạo được không ạ? Cha ông ta đã có câu là gì ạ? Có thực mới vực được đạo. Trong kinh Dược Sư Đức Phật cũng nói đấy, muốn cho ăn pháp vị trước ăn cái là phải ăn cái gì ạ? Thì ăn no đã. Bây giờ các Phật tử ở đây hôm qua, mặc dù là các Phật tử đi tiến bộ lắm, hôm qua mặc dù rất là đói bụng nhưng mà làm sao vẫn vỗ tay rất nhiều, vẫn cười rất nhiều, đúng không? Chứng tỏ là gì ạ? Pháp thì sung mãn. Đấy, đấy là một cái cách khuyến hóa tha nhân nha. Chúng ta phải tùy. Thế bây giờ là chúng ta đi khuyến hóa đúng lúc người ta đang đói, nhà được bữa sáng mất bữa trưa, được bữa trưa mất bữa tối, mà chúng ta bảo chị ơi, bà ơi, theo Phật đi sẽ có gạo ăn, thì người ta có theo không ạ? Không có theo. Thế là chúng ta phải làm sao ạ? Tùy cơ, tùy thời, tùy lúc. Một câu chuyện thứ ba nữa, mà câu chuyện này chắc chắn là mọi người đã được nghe rất nhiều thầy Quang kể, nhưng mà các khóa sinh tỉnh ngoài chưa được nghe. Đó là câu chuyện vịt hai chân. Mọi người đã ai được nghe chưa? Đấy, có người rồi, có người không, đúng không? Chưa, đúng không? Thế các vị có nhìn thấy vịt nó ngủ chưa bao giờ không ạ? Vịt nó ngủ chưa bao giờ không ạ? Bây giờ ngay khóa tập huấn hôm nay xong về, mọi người mang về xem vịt ngủ chưa nhá. Mang ghế ra ngoài ao ngồi xem vịt ngủ chưa nhá. Đấy, vịt ngủ trưa thì thường thường giấu đi một chân và duỗi ra một chân. Đặc biệt là con vịt nào cũng vậy, không hiểu tại sao. Thế thì có một câu chuyện như này, là có một gia đình có hai vợ chồng rất là hạnh phúc, sống rất là hạnh phúc. Và người chồng thì đi làm, về đến nhà thì có cơm lành canh ngọt, ngày nào cũng như ngày nào. Trải qua một thời gian dài thì người chồng này làm ăn thất bát, thua lỗ. Thế thì bao nhiêu những sự phiền não, buồn phiền, tức bực thì làm sao ạ? Về làm sao ạ? Trút lên đầu vợ. Mặc dù ấy là người vợ nấu cơm vẫn rất là ngon, canh vẫn là gì ạ? Cơm vẫn là lành, canh vẫn là ngon. Nhưng mà chồng về là chê ảnh chê gương. Bởi vì tại sao? Bởi vì là anh ta không có chịu nhẫn những cái sự phiền não khổ đau ở bên ngoài về cái chút tin tưởng vật. Thế là một hôm bà vợ lại nghĩ ra một cái cách làm thịt một con vịt, và trên đĩa thịt vịt thì để một cái chân và giấu đi một cái chân. Thế đến bữa ăn thì anh chồng ăn cơm xong thì ăn cơm thì mới hỏi là tại sao có một cái chân vịt. Vợ bảo là vịt nhà mình đặc biệt chỉ có một chân. Không tin, anh ăn cơm xong anh ra ngoài anh ngó mà xem, chỉ có một chân. Thế thì ông chồng ăn xong rồi thì miệng ngậm tăm, bắt đầu là đi ra ngoài ao ngó. Thì quả nhiên đúng lúc giữa trưa vịt đang ngủ, vịt đang ngủ. Và khi mà vịt đang ngủ như vậy thì ông ta nhìn thấy là một chân nó duỗi, một chân nó giấu đi.
và ông ta đã dùng tay vỗ thật mạnh liên hồi mấy lần, vỗ tay liên tục, thì bắt đầu là vịt địa đã tỉnh ngủ và bơi dưới ra hai chân để bơi. Thế ông ta mới về nhà mới nói là vợ là em nói dối anh, vịt nhà mình nó hai chân, khi nó ngủ nó giấu đi một chân, nhưng khi anh vỗ tay nó tỉnh dậy thì nó đã dưới ra hai chân nó bơi. Em dám bảo với anh là chỉ vịt chỉ có một chân. Và vợ bảo đúng 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 đúng, vịt nhà mình vốn là hai chân, nhưng mà bởi vì khi nó ngủ nó giấu đi một chân, nhưng vì anh vỗ tay cho nó mới duỗi hai chân ra. Cũng vậy, từ nay anh muốn cơm lành canh ngọt, muốn ăn vịt hai chân thì anh phải vỗ tay nhiều cho em. Thế mọi người có muốn ăn vịt hai chân không? Nhưng ở đây thì chỉ có vịt chay thôi, không có vịt mặn đâu nhá. Ở đây muốn nói lên một điều gì ạ? Vỗ tay rất quan trọng. Vỗ tay là thể hiện sự tán thán, ghi nhận và gì ạ? Khuyến hóa, động viên. Bây giờ trong cuộc sống, tại sao chúng ta không chịu vỗ tay cho nhau mà chúng ta cứ nhìn nhau bằng ánh mắt hỉ viên đạn? Nếu mà chúng ta muốn làm tốt công tác khuyến hóa tha nhân, chúng ta phải làm sao ạ? Phải chịu vỗ tay, phải chịu tán thán, phải chịu tùy hỷ công đức đối với người khác. Chúng ta thấy đấy, trong 10 nguyện của Đức Phổ Hiền thì nguyện thứ 5 là nguyện gì ạ? Tùy hỷ công đức. Bây giờ người khác làm được những việc tốt thì mình phải làm sao ạ? Mình phải biết động viên khích lệ. Thế bây giờ rõ ràng người ta làm tốt, nhưng mình không có vỗ tay, mình lại còn gì ạ? Chê bôi. Như vậy mà làm công tác khuyến hóa tha nhân có ổn không ạ? Dứt khoát không ổn. Thế cho nên chúng ta nhớ nhá, chúng ta muốn ăn vịt hai chân thì phải làm sao? Mà vỗ tay không chỉ có lợi cho mình còn có lợi cho người. Vỗ tay không chỉ có lợi cho người còn có lợi cho mình. Lợi cho người là gì ạ? Mình tán thán, mình ca ngợi người khác, khiến cho người khác vui vẻ và phấn chấn làm những việc tốt. Ngược lại, vỗ tay lợi cho mình là gì? Bây giờ nhất là các cụ già mà lớn tuổi rồi, chịu khó vỗ tay là tốt lắm, sức khỏe sẽ tăng mà gì ạ? Tuổi thọ sẽ tăng, đúng không? Cho nên là chúng ta nhớ nhá, có ba câu chuyện mà thầy Quang vừa kể chúng ta phải nhớ. Ba câu chuyện đó nếu chúng ta mà làm tốt ấy, thì đó chính là cái nền tảng để chúng ta làm tốt việc gì ạ? Khuyến hóa tha nhân. Có một cái thực nghiệm khoa học như thế này. Một giáo sư người Nhật Bản, ông ta đã để hai căn phòng, đưa hai cây cà chua vào hai căn phòng, và một cây cà chua ở một căn phòng được nghe nhạc thính phòng giao hưởng rất là hay, và một cây thì cho vào một phòng bật nhạc sập sình suốt ngày đêm. Mọi người thử đoán xem là hai cây cà chua này cây nào ra hoa, cây nào ra quả? Mọi người đoán xem ạ. Tức là cây cà chua ấy mà được nghe nhạc du dương êm ái thì đã tươi sống ra hoa và ra quả. Còn mà cái cây cà chua mà bị nghe nhạc chói tai bức xúc thì làm sao ạ? Héo và chết dần chết mòn. Mọi người có hình dung nổi không? Tức là cây cà chua là một loài thực vật mà còn muốn được nghe hay, huống chi là con người. Thế bây giờ có ai ở trong đây chúng ta muốn nghe chê không? Bị chê có buồn không? Không được có, đã theo Phật thì không được có. Chúng ta là Phật tử, đã theo Phật thì chê khen không có vấn đề gì hết. Bởi vì mấy thứ đó chỉ là bên ngoài, đúng không? Thế bây giờ nếu như mà người ta chê mà mình buồn, thế bây giờ người khác mình muốn cho mình buồn mà người ta chê mình bị buồn thì mình có khổ không? Mà mình buồn thì mình khổ hay là người ta khổ ạ? Nên biết là khổ, tại sao lại không có làm cho mình không có buồn nữa?
hay các Phật tử. Các kiểu mọi người vỗ tay và muốn ăn bị hai chân như này nữa chắc chắn là sẽ được tặng một bài hát. Cây cà chua còn muốn được nghe những lời nhạc thật là hay, du dương êm ái, muốn chi là chúng ta. Mà tại sao chúng ta muốn nghe hay thì tại sao chúng ta nói không nói những lời hay cho người khác nghe, mà nói với người khác là giọng điệu khó chịu, nhìn người khác với con mắt gì ạ? Khó chịu. Nghĩ về người khác với những cái suy nghĩ khó chịu, đó gọi là gì ạ? Thân khẩu ý ba nghiệp. Thế bây giờ nếu như mà chúng ta muốn làm tốt công tác khuyến hóa thân nhân, chúng ta phải làm gì? Trước hết mong quý vị lắng nghe thế nào gọi là khuyến hóa. Nếu là chúng ta đọc đề cương này thì chắc chắn biết rằng cái này là dành cho mấy thầy chùa, chẳng liên quan đến việc chúng con hết đấy. Không phải. Chúng ta nhớ nhé, việc này cũng là việc của các thầy, việc này cũng là việc của tất cả chúng ta. Nếu mà chúng ta có nghệ thuật trong việc khuyến hóa tha nhân ấy, thì vợ chồng, gia đình, con cháu sẽ sung sướng hạnh phúc, không có cãi lộn nhau. Và chúng ta cũng là những người Phật tử tiêu biểu để gì ạ? Có cái nghệ thuật để làm gì ạ? Khuyến hóa cho người khác. Thế nào gọi là khuyến hóa? Khuyến là gì ạ? Là khuyên nhủ, là khuyên răn, là khuyên bảo. Cái này trong đề cương có, mọi người không cần phải ghi, mọi người cần nghe thôi. Thầy Quang nói lướt qua thôi, chia sẻ là chính. Hóa là gì ạ? Hóa là giúp cho chuyển từ xấu thành tốt, từ nhiễm thành tịnh, từ buồn rầu trở thành gì ạ? An vui. Đó gọi là gì ạ? Khuyến hóa. Đối với nhà Phật ấy, thì chú trọng đến cái vấn đề gì ạ? Khuyên bảo người ta làm sao ạ? Bỏ ác làm lành, bỏ phiền não khổ đau, đạt tới gì ạ? An vui giải thoát. Đó là gì ạ? Vai trò, là công năng, là tác dụng của đạo Phật. Giáo lý Phật Đà có công năng tác dụng cho chúng ta làm gì ạ? Tịnh hóa nhân tâm. Là gì ạ? Là cái tâm của chúng ta đang phiền não buồn bực khổ đau, mà khi chúng ta được nghe đến giáo lý nhà Phật, chúng ta được tụng kinh Phật, thì chúng ta có an lạc không? Có ai đang tụng kinh đang buồn thì tụng kinh tay thì có mõ mà lại bỏ ra chửi con không? Chửi cháu không? Không đúng không? Đấy, cho nên là gì? Công năng tác dụng của giáo lý nhà Phật là khiến cho con người ta được làm sao ạ? Tịnh hóa nhân tâm, làm cho tâm được gì ạ? Trong sạch. Các Phật tử kinh lược sư có tụng không? Có đúng không? Tụng nhưng mà có hiểu không? Có hiểu không ạ? Đức Phật dạy là làm cách nào để cho những sự khổ đau của chúng ta được vơi đi, mọi người có biết không? Đức Phật dạy trong kinh lược sư như này, ở trong nguyện thứ 12, mọi người về xem lại nhé. Dĩ Phật thần lực, chúng khổ giải thoát. Tức là gì? Dùng cái thần lực của chư Phật thì làm sao? Mọi sự khổ não, phiền não, khổ đau sẽ được làm sao? Được giải thoát. Bây giờ chúng ta có bao giờ dùng cái Phật thần lực để được phiền não, khổ đau giải thoát không? Không. Đúng không? Khi mà chúng ta gì ạ? Dùng cái thần lực Phật để được gì ạ? Chúng khổ giải thoát. Mà chúng khổ giải thoát rồi thì mới làm sao ạ? Chư căn thông lợi, trí tuệ đa văn. Có nghĩa là gì? Các căn của chúng ta được làm sao ạ? Được thông lợi, nhìn như thật, nghe như thật, nói như thật, làm như thật. Đấy gọi là gì ạ? Chư căn thông lợi. Bây giờ nhiều khi chúng ta nhìn bằng con mắt gì ạ? Lệch lạc. Rõ ràng người ta đẹp nhưng mà do mình làm sao ạ? Mình không thích, mình cứ chê là người ta xấu. Rõ ràng người ta giỏi nhưng mà mình không thích, mình cứ chê là người ta đẹp. Đó là gì ạ? Do chư căn không có được thông lợi.
Nếu mà chưa căn thông luận rồi thì làm sao ạ? Trí tuệ đa văn hằng cầu thắng pháp thường bộ thiện hữu. Đấy, chúng ta làm sao ạ? Có trí tuệ đa văn thường cầu thắng pháp. Giống như hôm nay chúng ta lên đây để dự khóa tập huấn chính là gì ạ? Hằng cầu thắng pháp. Khi mà chúng ta có thắng pháp rồi thì làm sao ạ? Vĩnh đoạn ma quyến phá vô minh ám. Khi mà chúng ta hằng cầu thắng pháp thường thấm nhuần trong giáo pháp của Đức Phật rồi thì tất cả những phiền não khổ đau ma quyến theo mình đều làm sao ạ? Đều bị cắt đứt. Phá vô minh ám, diệt phiền não hà. Lúc này cái màn vô minh của chúng ta được làm sao ạ? Được xé toạc. Diệt phiền não hà là gì? Những sự phiền não khổ đau chúng ta làm sao ạ? Được cạn đi. Phá vô minh ám, kiệt phiền não hà mới làm sao ạ? Giải thoát nhất thiết sinh lão bệnh tử ưu sầu khổ não. Mọi người vẫn cần tụng không? Nhưng mà tụng nhưng mà không có hiểu. Mọi người về đọc lại nhé. Bây giờ là lúc nào mà đau khổ quá, buồn phiền quá, kêu ối giời ôi thì có kêu ối giời ôi, thì có kêu ai hết, không có than trời trách đất, mà hãy mang cái đoạn này ra lại để đọc, nghe chưa? Có nhiều Phật tử bảo là bạch thầy, con đi chùa bao nhiêu năm rồi nhưng Phật đi đâu Phật chẳng có quan tâm đến con gì cả. Mà rõ ràng là chúng ta hát thường ngày bài niềm an vui phần quanh ta ở nơi ta bà. Nhưng mà làm sao ạ? Khi uống ăn phải làm sao ạ? Nhớ niệm Di Đà. Chứ bây giờ là uống ăn chẳng bao giờ nghĩ đến Phật. Và đặc biệt là gì ạ? Và khi ta làm điều nhân ái thì làm sao ạ? Thấy y như là Phật đến quanh ta. Mọi người nhớ nhá, Phật luôn ở quanh chúng ta. Nếu mà lúc nào mà chúng ta nhăn nó cáu có mặt mũi khó chịu thì Phật làm sao? Úi cái bài này sợ lắm, tôi phải sao lại. Đúng không? Và một điều nữa là gì? Phật là vầng trăng sáng ngang qua vầng thái công, hồ tâm chúng sinh lặng trong hiện bóng trong ngần. Chúng ta thấy nhá, Phật ấy là như vầng trăng sáng ở trên đâu ạ? Lơ lửng ở trên bầu trời. Nhưng mà nếu như ý, mà tâm chúng ta mà phiền não khổ đau thì ánh trăng có chiếu được vào tâm mình không? Không có được. Trừ khi là gì ạ? Hồ tâm chúng sinh lặng, trăng hiện bóng trong ngần. Tức là trừ khi mà tâm chúng ta làm sao ạ? Thanh tịnh vắng lặng, không có phiền não khổ đau bực dọc đố kỵ ghen ghét hận thù vân vân, thì lúc đó làm sao ạ? Phật mới làm sao ạ? Xoay loại vào lòng mình. Mọi người có muốn nghe thầy hát thử cái đoạn này không? Phật là vầng trăng sáng ngang qua vầng thái không, hồ tâm chúng sinh lặng trăng hiện bóng trong ngần. Mọi người nhớ nhá, chứ là muốn Phật tức tâm, tâm tức Phật, muốn Phật luôn là trong tâm mình phải làm sao ạ? Hồ tâm chúng sinh lặng thì làm sao ạ? Mới trăng hiện bóng trong ngần. Một loạt những cái điều mà thầy Quang vừa chia sẻ như vậy, mọi người thấy nếu chúng ta áp dụng vào cuộc sống thì chúng ta có làm tốt việc khuyến hóa tha nhân không? Rất là tốt. Rồi, bây giờ đi vào chủ đề một chút. Khuyến hóa tha nhân chính là một hành động, một việc làm chúng ta giúp đỡ để cho người khác chuyển từ xấu thành tốt,
chuyển từ nhiễm thành tịnh, chuyển từ phiền não khổ đau thành an vui. Chúng ta đều làm được hết à? Chúng ta đừng nghĩ là việc này là của mấy thầy tu, mấy thầy chùa, ai cũng làm được hết. Nếu các Phật tử hôm nay mà nhớ cái vấn đề này mà về áp dụng vào gia đình mình thì cuộc sống trong gia đình lúc nào cũng có tiếng cười. Thế nhưng mà một điều quan trọng là như này, cái việc khuyến hóa tha nhân muốn làm tốt ấy, muốn chia sẻ với các quý vị là chúng ta phải có phương pháp phù hợp, có nghệ thuật khéo léo. Phương pháp phù hợp là phải làm gì ạ? Chúng ta nói đúng lúc, nói đúng chỗ, nói đúng người. Chứ bây giờ mà chúng ta nói chẳng đúng lúc đúng chỗ thì nói có mà chúng ta biết nghe nhạc điệu đoán chương trình. Đừng khi mà người ta lại mở nhạc chèo mình lại hát gì ạ? Mình lại hát cái cải lương. Cho nên là cái nghe nhạc điệu đoán chương trình trong vấn đề khuyến hóa tha nhân là rất quan trọng. Bây giờ nói ví dụ, bây giờ sếp của mình là đang bực tức vừa về, đang mặt hầm 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 ấy. Mình lên là mai cho chúng em đi du lịch, sếp phải ký cho em tiền đi du lịch. Liệu sếp có ký không? Không những ký mà lại còn quát trong đầu hồi. Đấy, chúng ta không biết nghe nhạc điệu, biết đoán chương trình. Cho nên ý, muốn khuyến hóa tha nhân tốt phải làm sao? Tùy thời, tùy nơi, tùy chỗ. Nói theo nhà Phật là gì ạ? Khế lý khế cơ. Chúng ta thấy đấy, Phật ra đời để độ cho tất cả chúng sinh. Nhưng mà tất cả chúng sinh làm sao ạ? Đều được Phật độ. Bởi vì làm sao ạ? Phật nói pháp là tùy thời, không có cứng nhắc. Cái điều thứ hai là gì ạ? Phải có nghệ thuật. Chúng ta để gì ạ? Lôi cuốn lòng người là khó lắm, cuốn hút lòng người là khó lắm. Có người buôn bán, làm ăn buôn bán cả ngày chẳng qua đến cửa hàng mua, đến hỏi thầy mà bạch thầy bây giờ con làm cách nào, con đốt vía hay là con cúng để con được tắc tài xa lộc để khách đến cửa hàng. Mọi người biết thầy Quang nói gì không? Bảo như này, không cần phải đốt vía, không cần phải cầu khấn gì hết, mà hãy nghe lời thầy nói. Mọi người nhớ bỏ ngoài tai câu này nhá. Thầy Quang nói là lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho lòi tiền ra. Đúng không ạ? Thế bây giờ khách hàng mà bây giờ là đến cửa hàng mình không có niềm nở tươi cười, thậm chí là nói năng còn khó nghe thì có ổn không ạ? Không có ổn. Bây giờ ở một ngôi chùa cũng vậy, nếu như bây giờ mà Phật tử đến chùa, chúng ta là những người Phật tử kỳ cựu, chúng ta đây đều là những người Phật tử kỳ cựu, đều là những người tiền bối, đều là những người gì ạ? Quan trọng trong một ngôi chùa. Nếu bây giờ là Phật tử, những người đi sau chúng ta, những người đi trước có trách nhiệm trước người đi sau. Những người đi sau vừa mới đến chùa chưa hiểu biết gì, đến đã bị bà già lườm được một cái. Thì lần sau có dám đến chùa không? Không dám đến chùa nữa. Thì chúng ta nhớ nhá, là có phương pháp tốt, nhưng phải làm sao ạ? Phải có nghệ thuật. Nghệ thuật ở đây không phải là gì, chúng ta đem tiền bạc để mua chuộc mọi người. Mà nghệ thuật là cái gì ạ? Chúng ta nói năng làm sao cho nó phù hợp, khéo léo. Đấy gọi là gì ạ? Là nghệ thuật. Thế nhưng ấy, một cái điều quan trọng là gì? Dù có phương pháp tốt đến đâu, có nghệ thuật khéo léo đến đâu đi chăng nữa, cái quan trọng là gì? Ở nơi mình, ở nơi con người. Thế cho nên ấy, nhà Phật là gì ạ? Rất chú trọng đến vấn đề tứ quy nghi đi đứng nằm ngồi. Bây giờ mình muốn hướng dẫn cho ai đó thì ngay bản thân mình phải làm sao ạ? Phải trang nghiêm đã. Có một hôm là có một ông vua này, ông ấy hỏi Đức Khổng Tử là thưa với ngài Khổng Tử, bây giờ tôi ra ngoài, đi ra bên ngoài đường thì dân chúng họ coi thường tôi lắm, họ chẳng có coi trọng tôi cái gì. Bây giờ xin hỏi ngài Khổng Tử làm cách nào để tôi đứng trước bản dân thiên hạ để được mọi người cung kính tôi, tôn trọng tôi. Khổng Tử nói có ba chữ: lâm chi dĩ trang tắc kính. Ông không cần phải làm cái gì hết, nhưng mà khi ông xuất hiện trước quần chúng nhân dân, ông phải trang nghiêm thì làm sao ạ? Dân chúng sẽ kính trọng ông. Bây giờ ông là ông vua mà ông vừa đi ông vừa nhắn tin, ông vừa đi ông vừa gì ạ? Lướt mạng.
ông vừa đi ông vừa chơi, vừa đi vừa cười, vừa đi vừa nói, dân chúng có kính trọng không? Có kính trọng. Nên chúng ta cũng vậy, nếu mà chúng ta muốn khuyến hóa tha nhân thì tự thân chúng ta phải khuyến hóa mình trước đã, đúng không ạ? Bây giờ mình làm sao ạ? Đi đứng nằm ngồi ăn nói, đấy gọi là gì ạ? Xấu vi vi. Chúng ta đi như thế nào, đứng như thế nào, ngồi như thế nào, nằm như thế nào? Bây giờ một cái rất nguy hiểm là các Phật tử chúng ta ngồi là bị hỏng tư thế rồi, lưng bị mù hết rồi. Mọi người biết không, một cái điều mà thầy Quang rất lo lắng là ở chùa Bái Đính đây thì các dịp hè hay tổ chức các khóa tu học kỳ quân đội cho các cháu, các em thanh thiếu niên. Thế nhưng mà trong một buổi giảng có một tiếng ấy, thì thầy Quang đã phải dùng tới 50 lần nói các cháu ngồi thẳng lưng lên. Thế có nguy hiểm không ạ? Rất nguy hiểm. Mọi người để ý xem là nhà Phật nói là tọa như chung, có nghĩa là ngồi giống như quả chuông. Mọi người thấy quả chuông nó có bị ù lưng không? Nó có bị ù lưng không? Quả chuông lúc nào cũng thẳng, đĩnh đạc. Cho nên chúng ta phải làm sao ạ? Ngồi không được ù lưng, đi đứng nằm ngồi chưa đủ, nói năng như thế nào? Nhiều khi là chúng ta làm cái công tác giáo hóa Phật tử, hướng dẫn Phật tử hoằng pháp lợi sinh, mà nếu chúng ta nói đùa, chúng ta nói năng mà nó không có chuẩn mực thì mọi người nghe có theo mình không? Không có theo mình. Thế cho nên ấy, là muốn làm công việc huyến hóa người khác tốt, muốn làm công việc đắc nhân tâm, muốn làm công việc để cuốn hút người khác, trước hết cái hình tướng của mình phải làm sao ạ? Phải đoan nghiêm. Chúng ta thấy đấy, như khen ngợi Đức Phật A Di Đà là gì ạ? Tướng hảo quang minh, tướng hảo đoan nghiêm gì ạ? Vô đẳng luân. Thế bây giờ nếu mà chúng ta mà tự thân trang nghiêm thì làm sao ạ? Đấy là một phương pháp tốt nhất để khuyến hóa người khác. Bây giờ ăn nói chúng ta cũng phải học các Phật tử nhá. Nhiều khi là chúng ta nhất là trong cái vấn đề ăn, nhiều khi là ở đây hôm rồi lẽ ra là thầy nói với lại các vị phục vụ về hậu cần là nấu và xếp thành bàn để chúng cho ta ăn buffet cho tiện, đỡ vất vả phục vụ cơm hộp. Nhưng mà mọi người họp đi họp lại nói với thầy Quang bảo bệnh thầy nguy hiểm. Em ăn buffet như vậy nguy hiểm là bởi vì tại sao ạ? Bởi vì là chúng ta bà con Phật tử ăn chưa quen, và các Phật tử lại cứ chọn món nào ngon ăn mấy món đấy. Mà một cái điều nữa là gì? Bụng thì không đói nhưng mà mắt đói. Lấy thật nhiều, lấy thật nhiều và đến một đến người khác làm sao? Hiền. Mà một cái điều tệ hại nữa là gì ạ? Chúng ta ít có thói quen làm sao ạ? Xếp hàng, đúng không? Thế cho nên là thầy rất mong các Phật tử chúng ta về đây, cái khóa tập huấn này ấy, chúng ta phải tập huấn ngay cho mình từ đi đứng nằm ngồi ăn nói, đúng không ạ? Nói năng nên nói đủ nghe, xin đừng quát tháo sợ e tội tình, cửa Phật là chốn anh linh, đi cầu phải giữ cho mình mới nên. May quá, được uống một ngụm nước. Như vậy là gì ạ? Tự thân mình trang nghiêm chính là gì ạ? Một phương pháp tốt trong công việc gì ạ? Khuyến hóa tha nhân. Cái điều thứ hai là gì ạ? Đối với người khác. Đối với người khác thì làm sao ạ? Chúng ta luôn phải có cái tinh thần gì ạ? Chia sẻ, đồng cảm. Mọi người thấy không? Có một câu chuyện như này. Một ông chủ trang trại là nuôi ba con. Một con bò để lấy sữa, một con cừu để làm gì ạ? Để cắt lông. Và một con lợn để làm gì ạ? Để làm thịt. Thế thì một hôm ông chủ trang trại ông ấy bắt sữa con bò nó cũng kêu. Đến khi ông ấy cắt lông con cừu nó cũng kêu.
Và đến khi ông ấy bắt con lợn để chuẩn bị làm gì mọi người biết không ạ? Cắt tiết. Thì con lợn nó kêu thảm thiết. Nó kêu phải nói là gì? Đúng như sắp chết. Thế thì con bò mới cười khủng khiếp, bảo là mày làm gì mà to mồm đấy, ông bắt tao, ông cắt bắt sữa tao kêu bình thường làm gì mày to mồm đấy. Thế là con kiều cũng bảo mày cũng là người to mồm, ông bắt tao cắt lông tao không kêu to như mày. Con lợn nó bảo mày chỉ bò anh kiều, ông chủ ông bắt chị để bắt sữa để ông thả ra, ông chủ ông bắt anh để cắt lông để ông thả ra, nhưng bắt em là gì? Cứ bỏ em. Cho nên là đương nhiên là em phải kêu đau xót là đương nhiên rồi. Câu chuyện này muốn nói gì mọi người có hiểu không ạ? Trong cuộc sống ấy, mỗi người một cảnh ngộ, mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một điều kiện, không ai giống ai hết. Cho nên đừng có mang cái ý chủ quan của mình áp đặt cho người khác. Cũng giống như là gì, không được mang cái ý chủ quan của con bò, con cừu để áp đặt cho gì ạ? Cho con lợn. Mọi người có đồng ý không? Cho nên ấy, là đối với người khác chúng ta phải biết gì ạ? Cảm thông, chia sẻ. Đấy cũng là một cái phương pháp tốt nhất để gì ạ? Để khuyến hóa tha nhân, để chúng ta cuốn hút người khác. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý đạo hữu Phật tử, các vị hóa sinh. Tại sao chúng ta phải về đây để tập huấn? Lý do tại sao? Chúng ta thấy đấy, đất nước Việt Nam của chúng ta bây giờ thì đạo Phật được phát triển lắm. Nhưng mà chúng ta có bao giờ ngồi nghĩ rằng đấy chỉ là cái phát triển bề nổi không? Hoàn toàn bề nổi. Bởi vì tại sao ạ? Tuần rằm mùng 1 thì Phật tử đến chùa rất là đông. Nhưng mà đến chùa chủ yếu là làm gì mọi người biết không ạ? Cầu khấn van xin. Nào là có một đĩa xôi với nải chuối nhưng mà giao khoán cho Phật rất nhiều việc. Là Phật phù hộ cho con, nói có người nghe, đem có người sợ, buôn thì một, bán những 20 và đẹp hơn người, tươi hơn bạn. Thế bây giờ thưa quý vị là nếu như Phật tử đến chùa cứ cầu khấn như vậy mà cầu khấn cho mình đẹp hơn người, tươi hơn bạn, thế bây giờ thì chẳng nhẽ Phật thì phù hộ cho các bà bên cạnh héo đi, đúng không? Thế bây giờ là còn có một cái việc là lấy một cái ví dụ là ai đó mà làm cái nghề buôn gian bán lậu thì đến chùa là lễ cầu khấn như này, bảo là Phật hãy phù hộ cho con, là để cho cái anh cảnh sát thì kìa có mắt như mù, có tay như điếc, có mồm như câm, để con buôn gian bán lậu. Rồi Phật nghe xong rồi, thế bây giờ là anh cảnh sát giao thông lại vào, anh cảnh sát lại vào xin Phật là Phật phù hộ cho con sáng con mắt, chặt đầu gối để bắt những kẻ buôn gian bán lậu. Thế thì bây giờ là cùng trong một lúc như vậy, bây giờ thử hỏi bây giờ Phật sẽ phân xử như nào bây giờ? Phật phân xử như nào bây giờ? Có nguy hiểm không ạ? Có nguy hiểm. Thế cho nên ấy, thưa với các Phật tử ấy, bây giờ ấy, các Phật tử đến chùa cũng phải nói một cách công tâm ấy, số lượng thì rất đông nhưng mà chất lượng thì rất thấp. Bởi vì đến chùa chủ yếu là gì ạ? Là cầu khấn ban xin thôi. Mà mọi người thấy kỳ cục là gì ạ? Có nhiều người bảo bạch thầy là con năm nay đi lễ giải hạn rồi, con đã giao cho chùa 300 từ dòng tháng riêng rồi, mà tại sao cuối năm con vẫn cứ bị hạn? Mọi người thấy có nguy hiểm không ạ? Thế bây giờ là gì ạ? Phần đa Phật tử quần chúng nhân dân đến với chùa là như vậy, và luôn nghĩ là mấy thầy tu đây là chỉ có mỗi cái việc ngày ba bữa là cúng kiến cho chúng con, cầu cho chúng con được đắc tài sai lầm. Không phải như vậy các Phật tử ạ.
Nếu chúng ta hiểu đạo Phật như vậy thì có nguy hiểm không ạ? Rất nguy hiểm. Thế cho nên hôm nay chúng ta về đây tập huấn thì chúng ta phải hiểu đạo Phật một cách gì ạ? Chân chính. Tức là gì? Cái việc tín ngưỡng, cái việc nghi lễ trong tôn giáo, trong Phật giáo của chúng ta là cần thiết, rất cần thiết. Nhưng nó chỉ chiếm 20% thôi. Còn 80% là gì ạ? Phải tự tu, tự giác. Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Phải gì ạ? Phúc túc, tuệ túc, tu phúc, tu tuệ. Thế bây giờ mà chúng ta chẳng có chịu tu một ngày nào, chẳng có chịu sửa mình một ngày nào mà cứ đòi là mình hoành tráng, có được không ạ? Không có được. Thế cho nên các Phật tử, các quý vị nhớ ấy, chúng ta là những người có trách nhiệm để khuyến hóa người khác bỏ ác làm lành, bỏ phiền não khổ đau làm gì ạ? Đạt tới an vui. Và trách nhiệm đó là gì? Khuyến hóa những người khác đến với đạo Phật bằng con đường chân chính. Đó là gì? Tu tập. Xin phép được uống một ngụm nước đàn họ. Phải tu tập. Bây giờ là gì ạ? Chúng ta đến chùa mà chỉ đặt nặng vào cái vấn đề cầu khấn van xin như vậy thì nguy hiểm lắm. Thưa các Phật tử, là có nhiều người đến chùa ấy lại có những cái việc kỳ cục như này, là mang tờ tiền giấy vàng đến cho Phật. Và trước khi đi chùa ấy thì đổi sẵn một nắm tiền lẻ rất là dài, là chúng ta sẽ đổi 100 lấy bao nhiêu ạ? 80.000. Mục đích là gì ạ? Đến chùa để chia cho mỗi cụ Phật 5.000. Việc làm như vậy có nguy hiểm không? Cũng xin thưa các quý vị là rất may là chùa Bái Đính, cái tình trạng đó bây giờ hầu như đã gần hết. Cái điều quan trọng ở đây mọi người có biết không ạ? Là sự giáo hóa, sự tuyên truyền, sự hướng dẫn. Chúng ta mà bày đền lên ban Phật như vậy là nguy hiểm lắm, mất vệ sinh mà mất mỹ quan. Một cái điều nữa ấy, là chúng ta cúng được 2.000 mà các thầy ở chùa lại thì mất công đi thu dọn, mất công đi gom lại, mất 1.500. Công đức có bị mất không ạ? Đấy, thì những cái việc này chính là cái việc thì chúng ta phải khuyến hóa, chúng ta phải giảng giải. Đấy. Thế cho nên cái trách nhiệm của chúng ta là gì? Hướng cho mọi người làm những điều lành, những điều phúc thiện. Ví dụ như sáng hôm nay, thưa với các vị là mừng lắm, lúc 8 giờ sáng hôm nay tại hội trường Vê Sắc đã diễn ra cái chương trình phát động ủng hộ đồng bào miền Trung. Đến bây giờ được bao nhiêu tiền đố mọi người biết đấy? Gần 300 triệu. Đây, chúng ta phải hướng cho mọi người làm những cái điều đó. Các Phật tử nên nhớ nha, làm việc thiện, làm việc phúc thì lúc nào cũng làm, ngày nào cũng làm, giờ nào cũng làm, nơi nào cũng làm, nếu như có điều kiện, đừng có đợi cho đến già. Ở trong kinh Bách Dụ, Đức Phật có một câu chuyện như này, là có một ông chủ trang trại khở dại, ông ta nuôi bò để lấy sữa. Thế thì ông ta chuẩn bị tuần sau để gì ạ? Chiêu đãi khách. Ông ta đã vắt sữa ở những bụng con bò cái và làm sao ạ? Tích chữa vào bụng của con bò cái khác. Ông ta với cái mục đích là để tuần sau là sẽ mở yến tiệc chuyên về sữa tươi. Nhưng mà mọi người thấy sữa tươi để được bao nhiêu tiếng ạ? Để có được khoảng 3 tiếng không ạ? Không được. Thế thì cái hành động của ông ta như vậy, Đức Phật cho rằng rất là ngớ ngẩn. Sữa tươi lại để một trong bụng con bò một tuần sau thì hỏng hết. Cũng vậy, nếu như chúng ta cứ nghĩ rằng là gì ạ? Là bây giờ là chưa có tiền làm từ thiện,
thôi, để khi nào đủ 1 triệu mới làm, hoặc là để khi nào có điều kiện mới làm. Thì cũng chẳng khác gì chúng ta làm sao ạ, hàng ngày hàng giờ lấy sữa của bụng con bò cái khác, bỏ vào gì ạ, một bụng con bò cái khác. Bởi vì tại sao ạ? Bây giờ ví dụ như chúng ta định là có đủ 1 triệu để ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt, không may được 999.000 thì làm sao ạ? Kẻ trộm vào lấy gì mất. Mà còn chưa kể là không may là gì, mình ôm tiền này không may làm sao ạ? Bị cướp mất. Không may làm sao ạ? Nhắm mắt xuôi tay mất. Thế thì có còn cơ hội để làm không ạ? Không còn. Thế cho nên chúng ta nhá, đấy, khuyến hóa tha nhân là khuyến hóa những điều tốt, khuyến hóa những điều lành, không phải là khuyến xui dục cho người ta làm những cái điều xấu, nói những điều xấu, nghĩ những điều xấu và làm những gì ạ? Những điều xấu. Ở đây thì xin chia sẻ với các vị là 4 phương pháp đắc nhân tâm của nhà Phật mà trong đề tài đã có 4 phương pháp. Một là gì ạ? Bố thí. Bố thí có nghĩa là gì ạ? Là giúp đỡ người khác. Giúp đỡ người khác. Giúp đỡ người khác bằng 3 vấn đề trên 3 phương diện. Một là gì ạ? Giúp đỡ về vật chất, giúp đỡ về tinh thần và giúp đỡ về gì ạ? Về lời nói. Chúng ta nhớ nhé, nếu như chúng ta có điều kiện thì hãy giúp đỡ người khác. Nếu như không có điều kiện, hãy để cho người ta yên, đừng làm người ta khổ. Nhiều khi mình đã không giúp đỡ rồi, mình còn nói, bây giờ nói ví dụ như này, không may nhà đã xảy ra một cái chuyện gì, mình lại đã không giúp đỡ, không thăm hỏi gì thôi, lại còn bảo không chết nhà ấy thì còn ai chết. Thế có nguy hiểm không ạ? Thế cho nên ấy, là giúp đỡ người khác bằng vật chất nếu chúng ta có điều kiện. Nhưng mà giúp đỡ bằng vật chất ấy, thì nó chỉ giải quyết ngay trước mắt tạm thời thôi các Phật tử ạ. Có thể đói được ăn là no, có thể khát được uống là hết khát. Thế nhưng ấy, mà cái đói cái khát đó chỉ là tạm thời. Nhưng đối với nhà Phật nhấn mạnh đến vấn đề gì ạ? Giúp đỡ người khác bằng điều tinh thần, bằng lời nói, đó gọi là gì ạ? Pháp thí. Mà pháp thí đây thưa với các quý vị là không phải chỉ các thầy chùa, mà các Phật tử chúng ta cũng làm được. Chỉ cần khi hôm nay mà chúng ta được dự khóa tập huấn ở đây, được nghe Chư Tôn Đức giảng suốt từ hôm qua đến nay, mà chúng ta về chia sẻ lại với con cháu mình, với thân bằng quyến thuộc của mình, đó chính là pháp thí rồi đó. Đó chính là pháp thí rồi đó. Bây giờ một ai đó người ta phiền não khổ đau, mình biết hướng cho người ta gì ạ? Hết cái sự phiền não khổ đau, biết nói những cái điều chân lý lời Phật dạy, đấy là pháp khí rồi. Trong Kinh Kim Cương Đức Phật dạy thế này này, là một ai đó đem tất cả vàng bạc châu báu để bố thí cúng dường đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới, nhưng cái công đức đó cũng vẫn thua, chưa bằng cái việc gì ạ? Hướng dẫn cho người đọc tụng kinh làm theo lời Phật dạy, bỏ ác làm lành. Cho nên là các quý vị chúng ta thấy nhá, cái việc pháp thí là hết sức quan trọng đấy nhá, hết sức quan trọng. Cho nên là chúng ta phải là những người Phật tử hiểu đạo, chúng ta thường xuyên khuyên ngăn mọi người bỏ những điều ác, thì chúng ta đều kích động. Đấy là một phương pháp đắc nhân tâm. Nếu mà chúng ta cứ làm được những cái điều đó, thưa với mọi người là ai cũng theo mình hết ấy. Mình không cần phải bỏ tiền ra mua chuộc mọi người, mọi người theo mình. Cái phương pháp thứ hai là gì ạ? Ái ngữ. Ái ngữ là gì ạ? Ái ngữ là lời nói chân thành, lời nói dịu dàng, lời nói yêu thương, lời nói cảm thông, lời nói chia sẻ. Bây giờ là chúng ta ái ngữ trong mọi nơi, mọi lúc ví dụ như chúng ta khen ai đó. Bây giờ đừng có khen là
trước mặt thì bảo úi dồi ôi sao chị đeo cái vòng này đẹp thế, thế là làm cho người ta vui mừng phấn khởi đúng không, vừa mới ra khỏi cửa khen đéo vậy mà cũng cứ cười, cứ tưởng là cứ được thật. Như vậy thì làm có được không ạ? Không có được. Ái nữ là gì? Là dù mọi nơi mọi lúc lúc nào ở đâu chăng nữa chúng ta đều phải nói gì ạ? Những cái lời chân thành, những cái lời chân thật. Nếu chúng ta mà biết nói những lời chân thành, những lời chân thật thì đảm bảo làm sao ạ? Người khác cũng chân thành chân thật đối với mình ạ. À? Nhưng bây giờ rất nhiều người nguy hiểm lắm, nói sân Tây đã chết cây Hà Nội không? Mọi người có hay dùng cái phương pháp là nói sân Tây chết cây Hà Nội không? Có hay không? Nếu có thì từ nay chúng ta phải làm sao ạ? Bỏ. Đúng không ạ? Cái điều thứ ba là gì ạ? Đồng sự. À, lợi hành. Điều thứ ba là lợi hành. Lợi hành là gì ạ? Là đem lợi ích, lợi lạc cho người khác. Đấy, các Phật tử, các quý vị thấy không? Các thầy xuất gia tu hành đây này, là với cái nhiệm vụ lớn là gì ạ? Hoằng pháp lợi sinh. Chính là gì ạ? Hoằng dương chính pháp lợi lạc quần sinh. Các Phật tử cũng vậy. Nếu như mà chúng ta biết gì ạ? Chúng ta biết đem những cái gì mình hiểu biết về Phật pháp, mình khuyến hóa cho người khác, đó cũng là gì ạ? Hoằng pháp lợi sinh đó. Thế cho nên là gì? Lợi hành là gì? Làm những cái điều gì không chỉ có lợi cho mình còn có lợi cho ạ? Có lợi cho người khác, đừng có ích kỷ một cách thái quá. Cuộc sống này ngắn ngủi lắm thưa với các vị. Cuộc sống này ấy, giống như Trịnh Công Sơn nói là gì ạ? Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao đụng đầy cho trăm năm vào chết có một ngày. Nó ngắn ngủi như vậy thì tại sao chúng ta lại không sống tốt cho nhau? Tại sao không làm những điều tốt cho nhau? Tại sao những làm những cái điều khổ não phiền não cho nhau? Cũng vậy, ở trong bài hát gì ạ? Nhân duyên có câu hát như thế này. Này người hỡi, nghĩa trang nào giới hạn cho người già hay chỉ bóng hoàng hôn? Những ánh dương ban mai vừa ló dạng cũng tắt lìm theo lẽ vô thường. Chúng ta nhớ nhá, nghĩa trang, nghĩa địa không phải dành cho người già, mà những người vừa mới sinh ra, thậm chí chưa được sinh ra, hoặc là gì ạ, đầu còn xanh, tuổi còn trẻ cũng đã làm sao, cũng đã ra đi rồi ạ. Nó ngắn ngủi như vậy mà không làm những điều tốt, không làm những điều lành, không sống tốt thì có phí không ạ? Mọi người thấy có phí không ạ? Mọi người có to thì sẽ hát cho mọi người nghe cái bài này. Bài hát này có tên gọi là gì ạ? Nhân duyên. Mọi người cũng có nghe không? Mọi người trưa nay chắc chắn là sẽ có bị chay hai chân. Đời người là một hợp thế, nhân duyên thành rồi cũng phân ly. Ngại ngùng gì chẳng dám cho nhau, nhưng nghĩa tình hạnh phúc bền lâu. Rồi mãi đây thân về miền đất lành, dẫu vui buồn hay có thương đau, cũng chôn vùi theo chốn mồ sâu. Này người ơi, nghĩa trang nào giới hạn cho người già hay chỉ bóng hoàng hôn? Nhưng ánh dương ban mai vừa ló rạng cũng tan lìm theo lẽ vô thường. Đã biết nơi thế gian là cõi tàn, thân con người luôn tựa án phù vân. Mười phút giây còn ở chốn này, ngoảnh mặt lại, ngoảnh mặt lại,
Mọi người thấy có lưu ý không ạ? Nếu mà để ngoảnh mặt lại, cỏ đã xanh mồ mà không chịu khó tụng kinh niệm Phật, làm những điều lành, tránh những điều dữ thì có phí không ạ? Phí lắm ấy. Cho nên là từ nay là vẫn biết là chúng ta đã tinh tiến rồi, chúng ta đã nỗ lực rồi, nhưng từ nay trở về sau thì càng làm sao ạ? Nỗ lực hơn rất nhiều, tinh tiến hơn rất nhiều. Mọi người đồng ý không? Ngắn lắm, thời gian ngắn lắm. Bây giờ các Phật tử, các quý vị chúng ta thấy đấy, mới hôm nào đầu năm rằm tháng giêng, chúng ta ngoảnh mặt lại là chuẩn bị đùa gì ạ? Rằm tháng giêng. Mới hôm nào cũng dân sao đại hạn, lại chuẩn bị làm sao? Đại hạn dân sao. Nhanh không ạ? Nhanh như vậy, trên từ nay trở đi chúng ta nhớ nhá, về phải làm sao ạ? Phải nỗ lực làm công việc làm sao ạ? Khuyến hóa tha nhân làm những điều lành, tránh những điều gì ạ? Tránh những điều ác. Khuyến hóa tha nhân làm sao ạ? Siêng năng tụng kinh niệm Phật để làm sao ạ? Để làm sao ạ? Nhắm mắt đuôi tay còn có Phật A Di Đà và chư thánh chúng làm sao ạ? Hiện tại kỳ điền làm sao ạ? Cầm tay kéo một cái là về đâu ạ? Thế có được làm. Có nhiều người kêu với thầy là bạch thầy là con đi quy năm nay là 50 năm rồi mà con chưa bao giờ mơ đi Phật. Thế thì thầy hỏi bây giờ là thế cụ có siêng năng niệm Phật không? Và bạch thầy con thì chỉ rằng tháng đôi tuần đến chùa lễ Phật, chủ yếu đến lễ Phật xong thì một tí đọc thánh và cánh đọc trần vậy thôi. Thế bây giờ nếu mà chúng ta đến chùa lễ Phật, chúng ta với cái tâm suy nghĩ như vậy, Phật không quan niệm, không gieo duyên với Phật thì nhắm mắt xuôi tay Phật có làm sao? Phật có đến không ạ? Khó lắm. Có nhiều người suy nghĩ là gì ạ? Là đến chùa đi quy y Phật rồi mục đích là để có cái điểm, có cái điểm quy ấy, là để chứng nhận sau đó là gì ạ? Khi mà nhắm mắt xuôi tay để được con cháu đốt và quái bàn tay, quái vào cái lá chuối, nhét vào bàn tay và đi xuống công ty địa phủ là đi cắt cửa là cứ vô tư mà đi, không có vấn đề gì hết. Nghĩ như vậy có nguy hiểm không ạ? Không phải như vậy. Chúng ta nhớ nhá, chúng ta là Phật tử, chúng ta chỉ là chứng nhận là Phật tử. Còn chúng ta muốn thành Phật thì phải làm sao ạ? Phải tu, phải tụng kinh, phải niệm Phật, phải làm điều lành, tránh điều dữ. Thì bây giờ mà chúng ta là Phật tử gọi là gì? Gọi là gì ạ? Danh ngôn Phật tử. Thế nên các Phật tử nhớ nhá, chúng ta phải siêng năng tu tập. Và chúng ta phải nhớ một điều nữa là gì ạ? Dù làm việc gì, bất kể trong môi trường nào, ở đâu đi chăng nữa, chúng ta phải có trách nhiệm làm sao ạ? Khuyến hóa tha nhân. Điều thứ ba thầy vừa nói là gì? Lời hành. Là phải biết gì ạ? Biết làm lời cho người khác, biết giúp đỡ cho người khác, đừng có chỉ bo bo cho thân mình. Và điều thứ tư là gì ạ? Đây là phương pháp thứ tư để gì ạ? Tắc nhân tâm là gì ạ? Đồng sự. Chúng ta làm gì chúng ta phải biết gì ạ? Đồng cam cộng khổ. Nhưng hôm nay chúng ta về đây dự khóa tu và khóa tập huấn thấy cảm động lắm. Mọi người xem đấy, ai cũng hoan hỉ, niềm nở, cùng nhau chia sẻ. Đây gọi là gì ạ? Đồng sự. Chúng ta phải biết cảm thông cho nhau, biết lắng nghe. Thế cho nên là các quý vị thấy là nếu như mà chúng ta áp dụng bốn cái phương pháp bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự vào cuộc sống thì chúng ta liệu có được mọi người quý không? Chắc chắn là hôm nay các Phật tử, các quý vị nhớ nha, các quý thầy thì không nói rồi, các quý thầy thì là luôn luôn là lúc nào giờ nào cũng làm rồi, nhưng mà các quý vị Phật tử chúng ta nhớ từ nay hôm nay về nhớ. Nãy thầy kể câu chuyện mà chồng vợ thì đi gì ạ? Phóng sinh. Vợ thì đi câu, vợ tức quá về để thành câu đi có được không? Không được. Thế bây giờ lại còn có người nói là bạch thầy, bây giờ là con đi quy rồi thì con giữ giới không sát sinh, thế về là chồng con bắt con giết gà, con không giết gà là chồng con đánh con. Thế có nguy hiểm không?
Đấy, những cái điều là làm sao ạ? Chúng ta không nên cứng nhắc các Phật tử. Chúng ta không nên cứng nhắc. Cho nên là chúng ta nhớ nhé, là muốn làm tốt việc khuyến hóa tha nhân, muốn làm tốt cái việc gì ạ? Khuyến hóa cho người khác bỏ ác làm lành, làm mọi điều lành, tránh mọi điều dữ, thì tự thân chúng ta cũng phải làm sao ạ? Phải chuẩn mực, phải mẫu mực. Và điều nữa là gì ạ? Chúng ta phải có phương pháp, phải có nghệ thuật. Và nếu như mà quý vị nào mà biết đi hát như thầy Quang thì cũng dễ lắm, đúng không? Bởi vì là ai muốn nghe hát à? Ở đây mọi người muốn nghe hát hơn là muốn nghe gì ạ? Muốn nghe pháp, muốn nghe giảng, đúng không? Đúng không hay là cả hai ạ? Cả hai. Thế cho nên ấy, là cái khóa tập huấn này là mong muốn để quý thầy chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử cũng như các khóa sinh chúng ta có cơ hội về đây ngồi bên nhau để được lắng nghe chư tôn đức và các thầy chia sẻ cho chúng ta cái phương pháp, cái cách thức để làm sao ạ? Chúng ta ứng dụng trong cuộc sống. Thưa với các quý vị thì đạo Phật là đạo ứng dụng. Nếu như kinh Phật hay như vậy, tốt như vậy mà không được mang ứng dụng vào cuộc sống thì có phí không ạ? Rất là phí. Đức Khổng Tử dạy như thế này: nhân năng hoằng đạo, đạo vô cùng. Lời chư tổ cũng dạy là gì ạ? Nhân năng hoằng đạo, phi đạo hoằng nhân. Tức là gì? Cái đạo Phật của chúng ta nó hay như vậy, ý nghĩa như vậy, ứng dụng có lợi lạc cho mọi người như vậy. Nhưng mà nếu như không có người để truyền bá, không có người để truyền tải, thì kinh Phật đó chỉ là thứ đồ cổ để ở trong tủ kính mà ngắm mà thôi. Thế cho nên rất mong chư tôn đức và các quý vị Phật tử, các khóa sinh, chúng ta về đây tập huấn, mặc dù thời gian rất ngắn, không có dài, nhưng mà chúng ta đã có một cái duyên rất là lành, được tiếp cận rất nhiều chư tôn đức, các bậc trưởng lão đã chia sẻ với chúng ta bằng những cái kinh nghiệm về hoằng pháp, kinh nghiệm về hướng dẫn Phật tử. Chúng ta luôn nhớ một điều nhé, các tôn giáo khác, ở đây thầy không muốn nói tên, các tôn giáo khác ấy là người ta dành đủ mọi gì ạ, dùng đủ mọi phương pháp, biện pháp để gì ạ, để lôi kéo tín đồ. Người ta làm rất nhiều phương pháp, biện pháp, nhưng mà chúng ta làm sao? Chúng ta lại thở. Chúng ta thấy đất nước chúng ta có vĩ đại không? Chúng ta thường nói là gì ạ? Thời kỳ Linh Lê Lý Trần là thời kỳ hoàng kim của Phật giáo. Thời nay mới là thời kỳ hoàng kim này. Bởi vì tại sao ạ? Từ trung ương đến địa phương, các cấp các ngành đều gì ạ? Đều quan tâm đến tôn giáo nói chung và đặc biệt Phật giáo nói riêng. Cái điều thứ hai là gì ạ? Chúng ta có một đội ngũ Phật tử, quần chúng nhân dân, tín bộ Phật giáo rất là hùng hậu, rất là hùng hậu. Cái điều thứ ba là gì ạ? Chúng ta có những đại gia, những người đại thi chủ, những ông cấp cô độc phát tâm. Chúng ta thấy đấy, ví dụ có được ngôi chùa Bái Đính này là ông Nguyễn Xuân Trường mà gia đình đã phát tâm. Ở đây cũng muốn chia sẻ với các vị một điều là có lẽ là lần đầu tiên mà nhà gia đình nhà ông Nguyễn Xuân Trường nhận cái bằng tuyên dương công đức như hôm qua đấy. Tối hôm kia thầy Quang phải trao đổi mãi mới đồng ý lên nhận đấy ạ. Thế còn đối với anh Trường thì muốn trao tặng anh hùng lao động huân chương các loại, như anh Trường đều từ chối. Và Giáo hội Phật giáo Việt Nam có cái bằng tuyên dương công đức ngày hôm qua đấy, là tối hôm kia thầy phải trao đổi mãi anh Trường mới đồng ý để chị Lan lên nhận. Mọi người thấy đấy, là một người cư sĩ Phật tử làm việc Phật, làm những việc thật sự lớn như vậy nhưng không hề điện, không hề kể công. Cho nên chúng ta nhớ nhá, làm việc bố thí, làm việc giúp người khác phải làm sao ạ? Ba điều kiện.
trong kinh Phật dạy, một là gì? Không được coi mình là người đang bố thí cho người khác, không được coi người khác là kẻ chịu ơn mình, không được cường điệu hóa những việc mình đang làm. Đó gọi là gì ạ? Tam luân không tịnh. Thì chúng ta làm việc thật sự là như vậy. Bây giờ là chúng ta có điều kiện như vậy, muốn xây chùa là được xây chùa. Mọi người thấy có ở đâu có nhiều chùa như chúng ta không? Chúng ta có dịp mà ra ngoài Trường Sa, ở ngoài Trường Sa có 9 ngôi chùa rất là hoành tráng, cũng là gì ạ? Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường xây dựng ở ngoài đó. Mà cái chùa ở ngoài đó, thưa với các vị, là cột lim cũng hàng 2 người ôm chưa hết. Đấy, công đức như vậy. Bây giờ chúng ta muốn xây chùa là được xây chùa, muốn tổ chức pháp hội là được pháp hội. Chúng ta thấy đấy, 2 ngày tổ chức khóa tu và khóa tập huấn, mọi người về đây dự. Và cái lợi thứ tư là gì? Cái điều kiện tốt thứ tư là gì, mọi người có biết không ạ? Cách đây mấy tháng trước khi sang Đài Loan, thì khi tiếp kiến Tịnh Không Pháp Sư, thì Tịnh Không Pháp Sư đã nói như này. Tịnh Không Pháp Sư nói là Phật giáo Việt Nam tương lai sẽ lãnh đạo Phật giáo thế giới. Bởi vì tại sao ạ? Bởi vì Pháp Sư Tịnh Không nói là hiện nay trong các nước Phật giáo trên thế giới thì không có một nước nào có đội ngũ tăng ni trẻ như Việt Nam. Bây giờ Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đang có 700 tăng ni theo học. Tức là chúng ta có một cái lực lượng tăng ni trẻ rất hùng hậu, mà chúng ta được các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương tạo điều kiện, được các Phật tử tín tâm, được các đại gia các cấp cô độc ủng hộ, mà chúng ta không làm được việc Phật sự, chúng ta không làm tốt thì có thấy tội lỗi với lệ chư Phật và tổ tiên đâu. Cho nên ấy, là mỗi chúng ta dù là xuất gia hay là gì, tại gia, chúng ta đều phải luôn gì ạ? Nêu cao tinh thần hoằng dương chính pháp lợi lạc quần sinh. Nêu cao tinh thần là gì ạ? Hướng dẫn Phật tử để cho mọi người đến với gì ạ? Chính đạo. Chúng ta đừng đưa người ta đi lạc đạo, nguy hiểm lắm. Phật nói rồi, được làm con người đã khó, được làm con người lành lặn lại càng khó hơn. Được làm con người để gì ạ? Sinh phùng Trung Quốc trưởng ngộ Minh Sư, lại được gần Phật Pháp lại khó hơn rất nhiều lần. Thì tại sao chúng ta lại không để tranh thủ cơ hội đó để mà làm việc Phật sự? Thế cho nên ấy, là với cái tâm huyết từ đáy lòng của mình, thì rất mong chư Tôn Đức hướng dẫn Phật tử của các tỉnh thành chúng ta hãy đẩy mạnh công tác hướng dẫn Phật tử hoằng dương Phật pháp. Đây là cơ hội, là thời cơ của chúng ta. Và các Phật tử cũng vậy, chúng ta được tập huấn, sau khóa tập huấn chiều nay chúng ta sẽ được cấp cho một cái chứng chỉ là đã tham dự khóa tập huấn. Nhưng mà chúng ta về là phải làm gì ạ? Không phải đắp lát tích để đấy cho đẹp để đi khoe mọi người, mà hàng ngày chúng ta nhìn cái chứng chỉ đó với một nhiệm vụ cao cả là gì ạ? Phải làm sao ạ? Phải nỗ lực làm sao ạ? Khuyến hóa tha nhân, làm lành tránh dữ, hoằng dương Phật pháp, đem lại lợi ích cho mình và cho ai ạ? Cho người. Mọi người đồng ý không? Hình như là thời gian đã bị quá mất 15 phút đúng không ạ? Chưa. Chúng ta bỏ thành giảng tiếp thì bỏ tiền hát. Mọi người bây giờ muốn hát cái gì bây giờ?
Thôi từ hôm qua nay thì đã chia sẻ với mọi người hai bài hát hôm qua hát ở bên hội trường, bài hát Cát Bụi Cuộc Đời. Mọi người lắng nghe nhé. Không ganh ghét hận thù vì làm sao kiếp người sẽ vội qua. Mọi người đã được nghe hôm qua rồi đúng không? Nhưng mà hôm nay thì thôi, hôm nay đã hát hai bài tiếng Việt hôm qua đây rồi, bây giờ thì chia sẻ mọi người hát cho mọi người một bài tiếng Hoa có được không? Bài tiếng bản tiếng 2 phút mà. Mọi người đã xem phim Thầy Đền Tặng Nên Lấy Kinh chưa? Bài này có tiêu đề là Cảm Ơn Lù Trại Hứa Phạm, Xin Hỏi Đường Ở Đâu? Đường ngay dưới chân mày. Mọi người đừng có hỏi đường ở đâu nhé. Đường do ai đi ạ? Do chúng ta đi. Chúng ta muốn thành Phật, chúng ta muốn về Tây Phương Cực Lạc thì phải làm sao ạ? Phải tu. Cũng vậy, xin hỏi đường ở đâu, đừng hỏi đường ở đâu, đường ngay dưới chân mình. Thế thì trong khi đợi 2 phút nữa thì mọi người có muốn nghe một câu chuyện vui không? Có một câu chuyện là một thầy chùa rất là hiền lành, nhưng mà vì người ta làm tới thì thầy chùa không dẫn được nữa. Một hôm thì có mấy cháu bé chạy ra cổng chùa chơi, không may nó vấp ngã, nó chảy máu trắng. Nó về nó lại bảo là gì, con ra chùa bị thầy chùa đánh. Thế là bà mẹ chẳng biết nét tẻ gì là ra là thôi chửi xối xả thầy chùa. Bảo tại sao ông đánh con tôi? Thì thầy chùa bảo là thiền tai sư chẳng đánh ai bao giờ. Bà này vẫn cứ làm tới. Thế thì thầy chùa này nghĩ lắm rồi. Bà này vẫn cứ xông tới và rõ ràng con tôi nói ông đánh con tôi. Bà này vẫn xông tới. Và thầy chùa vẫn là thiện tai sư chẳng đánh ai bao giờ. Bà này xông tới thì đấm sư thì sư làm sao ạ? Thiện tai sư chẳng ngán ai bao giờ. Đấy là một câu chuyện của thầy chùa làm sao hiền. Một câu còn một câu chuyện là thầy chùa giữ, mọi người có muốn nghe không? Rồi, là một hôm thì có một chú gà mái, quên, tức là một cô gà mái ra cái cổng chùa mới ăn. Thì đang mới ăn ở cổng chùa thì thầy chùa đang uống nước trà trong sân thì cũng ngứa tay cầm viên đá ép vào đầu con gà cả. Thế con gà ngất xỉu lăn quay ra cổng chùa. Thế là một lúc là con gà mái, chú gà mái này, tức là cái cô gà mái này cái tỉnh dậy, cái cay cú với thầy chùa. Vậy ngoảnh cổ vào trong chùa, nói gì mọi người biết không? Chốc mã. Có nghĩa là gì ạ? Cúc mã. Rồi, bây giờ mọi người cho một tràng vỗ tay để lấy kinh thầy Đền Tặng.
Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, vừa rồi được sự phân công của ban tổ chức thì thầy Quang cũng chia sẻ với chư tôn đức với là quý vị với chủ đề là nghệ thuật biến hóa tha nhân. Một lần nữa xin tri ân chư tôn đức tăng ni, kính chúc chư tôn đức tăng ni pháp thể kinh an, bồ đề tăng trưởng, chúng sinh di độ. Kính chúc quý đạo hữu Phật tử và các khóa sinh thân khỏe, tâm an, gia đình hạnh phúc, mọi sự cát tường như ý. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ phút này xin trân trọng kính mời tất cả chư tôn đức tăng ni, toàn thể quý Phật tử, chúng ta cùng đứng lên trang nghiêm để nói lời tri ân với thượng tọa giảng sư. Kính bạch thượng tọa, sáng hôm nay dường như càng trưa không khí lại càng rộn ràng, lòng người lại càng nao nao và tinh thần lại càng phấn chấn hơn, phải không quý Phật tử ạ? Nghệ thuật khuyến hóa tha nhân mà bước đầu tiên đó là cải đổi khuyến hóa chính mình, biết tu học theo chánh pháp và thực hành những lời Phật dạy để hoàn thiện bản thân, sau đó mới mong cảm hóa đến mọi người qua những phương tiện tứ thuyết pháp, bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự mà thượng tọa đã chia sẻ. Một tràng pháo tay để tri ân các bạn. Không chỉ dừng lại ở những bí quyết mà thượng tọa còn chia sẻ những câu chuyện vô cùng đấy và những lời ca tiếng hát rất đầm ấm, ngọt ngào và ý nghĩa lời Phật dạy. Quả thật về thiên chúc còn xa, bao khó khăn luôn vượt qua. Về thiên chúc còn xa, bao khó khăn luôn vượt qua. Đường dài khoan còn rất xa, nguyện không lùi bước, khó khăn luôn vượt qua. Và có lẽ thông điệp của tất cả chúng ta ngày hôm nay là buổi viên mãn, viên mãn trong tâm niệm tu học. Nhưng có lẽ chiều hôm nay mọi người sau khi tham dự lễ bế giảng về sẽ không bao giờ quên đi những hình ảnh rất đẹp của gần 20 tỉnh thành về nơi chùa Bái Đính, một trong những ngôi đại tự tầm lâm lớn mà tầm cỡ của thế giới và lớn nhất Đông Nam Á này, mà thượng tọa là phó chủ trì ở đây. Xin một tràng pháo tay thật dài thật lớn nhất để tri ân thượng tọa. Lời nói có nghĩa là biểu hiện tấm lòng thành kính của chúng con, nhưng có lẽ sẽ không đủ với những gì mà chư tôn đức nói chung và thượng tọa ở đây, một trong những người đồng hành suốt nhiều tháng qua với ban tổ chức, sâu sát từng vấn đề, từng thời khóa và từng chi tiết cho đến cái ăn, cái ngủ của tất cả các Phật tử nơi đây. Có lẽ giờ phút này xin cho chúng con được nguyện cầu hồng ân tăng bảo gia hộ cho thượng tọa có nhiều sức khỏe, trí lực luôn vững vàng và tất cả mọi công tác Phật sự của thượng tọa được thành tựu viên mãn trong tâm niệm tri ân của tất cả chúng con hướng đến mười phương chư Phật. Giờ phút này trân trọng kính mời quý Phật tử cùng chắp tay trang nghiêm cung thỉnh chư tôn đức. Ba nghi lễ thành tâm cung linh thượng tọa giảng sư.